Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ review về tựa game Granblue Fantasy Relink. Granblue Fantasy Relink là tựa game JRPG ra mắt hồi đầu tháng 2 năm 2024 và được đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng các bạn, với hơn 22.000 lượt đánh giá tích cực và có thể lên đến hơn 70.000 lượt chơi game online cùng lúc. Và mới đây thì game cũng đã bán hơn 1 triệu bản rồi. Mình cũng đã có cơ hội dành ra khoảng tầm 20 tiếng để chơi game, nên trong clip hôm nay các bạn hãy cùng mình review qua Granblue Fantasy Relink để xem vì sao mọi người đã yêu thích nó như vậy ha. Đầu tiên, Granblue Fantasy Relink, như cái tên của nó, mang một câu chuyện có nhiều yếu tố ma thuật và kỳ bí các bạn. Fantasy đủ để kích thích trí tò mò của người chơi. Người chơi sẽ đặt chân đến Skyrim, nơi mà các vùng đất thực chất là các hòn đảo trôi nổi trên bầu trời, và phương tiện di chuyển chính chính là các con tàu bay. Cùng với những người bạn đồng hành của mình, người chơi sẽ lần lượt khám phá các sự kiện về vùng đất Zegagrande, các Astro và các Bramobis, cũng như là lật đổ Mumo của giáo hội Avia. Theo cá nhân mình thì cốt truyện có thể nói là tạm ổn, mạch truyện đơn giản và không có nhiều cú twist hay là quay xe cua gấp các bạn. Có thể nói là một mạch truyện vừa đủ để phục vụ công tác giải thích các thực thể trong game, còn nếu xét về tình tiết thì chưa hẳn là ấn tượng lắm. Và chính nhà phát triển game cũng thừa nhận là cốt truyện của game không quá dài, các bạn chỉ cần tốn khoảng 20 giờ là hoàn thành. Và nếu skip hội thoại nữa thì thời gian càng rút ngắn xuống. Thời gian này ngắn hơn so với tầm khoảng 35 giờ của Final Fantasy 16 hay là tầm khoảng 55 giờ cho Elden Ring các bạn. Tuy nhiên game đã khéo léo lồng ghép các loại hình combat khác nhau khi đi cốt truyện, như là bắn tàu, đánh robot, phòng thủ, phá cứ điểm, vân vân và mây mây, giúp cho việc tận hưởng cốt truyện không bị quá chóng vánh. Ngoài ra game còn có cái cốt truyện bổ sung hay còn gọi là fact đó, để giúp cho người chơi hiểu sâu thêm về một nhân vật nào đó, vừa giúp có thêm thông tin vừa giúp bước chỉ số của nhân vật lên. Có mỗi cái điểm trừ là bị đọc chữ hơi nhiều các bạn. Nhìn chung thì về cốt truyện thì đây không phải là cốt truyện dở, nhưng không hẳn là thế mạnh của game, chỉ ở mức vừa đủ dùng và vừa đủ kích thích trí tò mò thôi. Về gameplay, khi nói về Granblue Fantasy Relink, người ta không chỉ dừng lại ở story mà luôn phải bàn về gameplay các bạn, vì thực sự gameplay của Relink cực kỳ chất lượng và tuyệt vời. Mỗi nhân vật của Relink có một bộ combo cơ bản, một bộ skill và một chiêu cuối. Điều thú vị chính là bộ combo của mỗi nhân vật là khác nhau các bạn. Từ hình ảnh chiêu thức, từ hiệu ứng chiêu thức cho đến cách xuất chiêu, cách bấm phím là khác nhau hết. Bộ skill của nhân vật cũng là tổ hợp nhiều chiêu thức khác nhau mà người chơi có thể tùy ý chọn ra 4 chiêu để mang đi đánh trận. Chiêu cuối thì mặc dù chỉ có một, nhưng cách phối hợp các chiêu cuối khác nhau sẽ cho ra cái đòn full burst khác nhau. Chính vì sự đa dạng trong chiêu thức như vậy, cộng thêm dàn nhân vật trên dưới 20 đứa, cộng thêm tiềm năng phối hợp các chiêu thức, làm cho Granblue Fantasy Relink trở nên luôn hấp dẫn và mới mẻ đối với người chơi, ít nhất là trong khoảng thời gian lần đầu trải nghiệm các bạn. Và mặc dù game không có phân ra hệ thống class nhân vật rõ ràng, nhưng vì tính đa dạng chiêu thức mà mỗi nhân vật có thể đảm nhận vai trò tanker hoặc support trong trận này, nhưng trong trận khác có thể làm một sát thương chủ lực. Đó là chưa nhắc đến việc game phát họa rất tốt các chiêu thức và hình ảnh bằng đồ họa chất lượng và lung linh đầy màu sắc các bạn, khiến cho việc là chứng kiến các trận combat boss nảy lửa dường như không bao giờ chán. Mà nhắc đến boss thì ngay cả các con boss cũng ít khi bị clone, ít nhất là xuyên suốt cái story của game. Mỗi boss gần như là riêng biệt và có bộ chiêu thức riêng, với độ khó cũng hoành tráng tỷ lệ thuận với độ đẹp của chiêu các bạn. Thách thức không chỉ những tín đồ về hội họa mà còn cái tín đồ về phá đảo solo game, nhấn mạnh solo game. Chỉ về sau khi nâng độ khó lên thì các bạn mới gặp lại những con boss mà các bạn đã đánh thôi. Và chưa kể là về sau sẽ update thêm những con boss mới, mà điển hình nhất chính là boss Lucilius các bạn. Ngoài việc chặt chém đơn thuần thì game còn thêm vào các cơ chế rất là hay như là Link Attack hay là Full Burst Attack. Link Attack là đòn đánh khi cái địch đầy thành stun màu xanh dương, đòn này giúp tích tụ Link Chance để cường hóa team. Còn Full Burst là khi cả 4 nhân vật có thể kích hoạt được chiêu cuối liên hoàn để giúp tối ưu hóa sát thương đầu ra. Hai cơ chế này cho phép người chơi được tương tác với nhau tốt hơn và giảm trường hợp là mạnh ai nấy đánh boss mà không phối hợp với nhau các bạn. Trong Granblue Fantasy Relink có rất nhiều thứ để farm, có thể nói là để build chuẩn chỉ một nhân vật nó khá là mất thời gian nếu như các bạn chơi lai rai qua ngày á. Cái dễ nhất chính là farm level. Trong game thì level tối đa là 100, các bạn có thể farm thông qua D-map làm quest rất là dễ dàng. Sau đó các bạn cần farm điểm Mastery Points, nói nôm na là điểm kỹ năng. Mỗi nhân vật đều có một cây kỹ năng dài dằn dặc, nên nếu thực sự các bạn muốn max cây kỹ năng này thì cũng sẽ tốn khá khá thời gian. Nhưng may mắn thay là đối với những nhân vật đến sau thì bộ kỹ năng cũng như level đã được hỗ trợ được phần nào. Một nhân vật mới sau khi vào team thì nếu mà các bạn đi hết cốt truyện, mở hết độ khó thì tối đa sẽ có 60 level và 50% cây kỹ năng đã được bổ sung.
nên là các bạn muốn farm cũng không có phải là chuyện quá khó khăn. Trong game thì các bạn còn cần phải farm thêm vũ khí cho nhân vật. Thông thường ở những game khác các bạn chỉ thường chú ý farm cái vũ khí mạnh nhất, tối thượng nhất, nhưng trong Relink thì tất cả các vũ khí đều có giá trị sử dụng các bạn. Vì khi up vũ khí lên level max, có nghĩa là level 150 của vũ khí á, thì nó sẽ cho các bạn những cái điểm kỹ năng cộng thêm nhất định. Cái điểm kỹ năng này nó không có gắn vào vũ khí mà nó gắn lên chính nhân vật của các bạn. Tức là các bạn có càng nhiều vũ khí max level thì các bạn càng mạnh, bất kể lúc ra trận các bạn cầm vũ khí nào đi nữa. Và sau cùng là farm trang bị, trong game còn gọi là sigils, đó là những cái dấu ấn á. Đây là hệ thống giúp cho các bạn tối ưu hóa sức mạnh nhân vật của mình. Có những sigils rất mạnh như là giảm thời gian hồi chiêu, như là hồi sinh, và có những cái sigil riêng biệt cho từng nhân vật luôn. Đồng thời là cũng có những cái sigil căn bản như là cầm ẩn tắc, cộng máu vân vân. Thì đây là cái tiết mục mệt mỏi nhất, vì các sigil nó có tỷ lệ rớt random, các bạn nôm na là cái gacha đó. Nó giống như là farm đồ trong những cái tựa game gacha mà các bạn thường thấy. Và cái sigil càng mạnh thì sẽ càng hiếm xuất hiện. Tất cả đều cần có một sự kiên trì nhất định để có thể build chuẩn chỉnh được một nhân vật ưa thích các bạn. Cái ý cuối cùng mình muốn nhắc đến với Grand Blue Fantasy Relink chính là tính năng co-op trong game. Đây là một trong những điểm mạnh chính của game. Chính vì phần lớn game có các trận đánh boss rất là nảy lửa và đòi hỏi tương tác tốt với đồng đội. Thì sau khi farm nhân vật xong thì chính là lúc các bạn mang thành quả của mình đi thể hiện các bạn. Trong game thì có tính năng tự động bắt team hoặc là bắt team chung với bạn bè của mình, tối đa lên đến team 4 thành viên, giúp việc đi boss trở nên dễ dàng hơn và sống động hơn. Có một cái tiếc là trong game không có PvP. Thực ra thì game là bản chất là một game offline có tính năng co-op online thôi, và nhà phát hành cũng thừa nhận là sẽ không có đi theo, gọi là không có bám lâu dài với tựa game này á. Do vậy nếu mà thêm PvP vô thì nó kéo theo nhiều vấn đề như là cân bằng tướng này, như là tối ưu hóa lại này, vân vân mây mây. Nên là không có PvP thì chắc là cũng là điều hợp lý thôi. Và mình nghĩ điều này thực ra cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm gaming của mọi người. Rồi ok, chúng ta qua nhược điểm của game. Thì nhược điểm của game đầu tiên, Grand Blue Fantasy Relink là một thể loại chặt chém hack and slash RPG, cái kiểu là đi cảnh quánh nhau nên có thể là không phù hợp với lại một số bạn. Thì cái này là nhược điểm nội tại rồi, không có tránh được. Cái nhược điểm thứ hai chính là mắc tiền các bạn. Tiền bạc là một trong các nhược điểm ngăn cản chúng ta tiếp cận từ game này. Hay thì nhưng mà để sở hữu nó chúng ta cần phải tiêu ít nhất 1 triệu đồng để mua game trên Steam hoặc là PlayStation, nên sẽ rất khó khăn cho những bạn nào mà tài chính không được dư dả lắm. Và để khắc phục thì các bạn có thể chờ những cái đợt giảm giá, những đợt khuyến mãi để có thể mua game. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái cách tà đạo nào đó mà các bạn học hỏi được để mà có thể lấy game về. Ngoài ra thì cấu hình thiết bị cũng là một vấn đề. Game yêu cầu các bạn có PlayStation 4 hoặc là 5 to, hoặc là có PC RAM khoảng tầm 16GB nè, đồ họa thì tầm GTX 1080 trở lên. Và lưu ý là game không chơi được trên điện thoại nha các bạn. Cho nên nó sẽ là rào cản cho những bạn nào làm việc chủ yếu trên laptop, văn phòng hoặc là chơi game bằng điện thoại, game mobile. Và cuối cùng đáng tiếc nhất là không có co-op cross-platform được. Có nghĩa là tụ của PlayStation chỉ chơi với PlayStation, tụ của PC chỉ chơi với PC. Không thể nào mình chơi PC mà gặp in-game của những bạn chơi PlayStation được. Và điều này có khả năng cao là sẽ không thay đổi vì chính nhà phát hành cũng ra thông tin như vậy. Nên đây có thể nói là cái nhược điểm đáng tiếc nhất của game này. Ok, và đó cũng chính là review sương sương về tựa game Grand Blue Fantasy Relink. Bản thân mình cũng chỉ tầm early mid game thôi nên là còn trong giai đoạn farm nhân vật chứ chưa có đi cứu thế giới với mọi người được. Nhưng nhìn chung thì cái mặt về story, gameplay, co-op mình đã kinh qua hết rồi. Đã cứu được Roland rồi, mở độ khó Maniac rồi và còn đi farm. Và mình nghĩ là Grand Blue Fantasy Relink là một tựa game rất đáng để thử trong năm nay các bạn. Đặc biệt là trong khi chờ nhiều tựa game khác như là Dragon Dogma bản 2 nè, như là Wukong nè, hoặc game online thì có Wuthering Waves. Đó là review nhẹ về Grand Blue Fantasy Relink. Hy vọng clip sẽ có ích và giúp cho các bạn hiểu thêm về game. Còn bây giờ thì mình xin dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau và tạm biệt các bạn. Bye! Okay.
one heck of a fight, but I knew I could count on you. Let's see. No whammies. Oh, no.